Hello anh em, thì hôm nay có một anh ở dưới là ở đâu, à, địa chỉ anh đâu? Anh ở Đồng Nai. Anh lên Đồng Nai, anh lên tới Sài Gòn để anh mua xe bên mình. Thì đây ở mình có một con GSX, đấy, rất là đẹp ha. Thì hôm nay anh mua xe, em đã kiểm tra xe hết cho anh, với lại nãy giờ em hướng dẫn anh cách mở chìa khóa smart key, đúng không? Rồi bây giờ em muốn, nãy giờ hai anh em mình chỉ qua chỉ lại cũng một tiếng á, bây giờ em muốn anh thao tác lại đi, thao tác lại cho nó quen. Giờ anh em mình hướng dẫn nhau sử dụng cái smart key của cái con GSX này, nó đặc biệt hơn những xe khác là nó có smart key. Thì ảnh mới chơi xe anh chưa có biết, thì bây giờ anh mở lại cho em coi cái, bấm lên nè, rồi nhấn xuống cái, nhấn nhẹ xuống. Anh chưa bấm á, tại cái móng tay của anh á, cái móng tay của anh nó bị cứng. Đó, rồi nhấn xuống, đó, rồi dặn. Đó, lên, rồi đề máy. Đó. Thấy chưa? Rồi, cái này là, bóp con lại. Tắt máy, rồi, đi đi. Rồi, thì bây giờ anh tắt máy đi. Dặn lại. Rồi, xong. Rồi tắt, nó kêu cụp, nó kêu cụp là tắt. Rồi cái đó là xong ha. Thì bây giờ còn cái chỗ nào mà anh không thích dễ con xe này nữa không? Vỏ rồi thắng đĩa rồi nước mát. Rồi sơn rồi là em đã hướng dẫn anh hết rồi đúng không? Là mọi thứ là đã quá ok rồi đúng không? Rồi bây giờ là em có tặng anh nón bảo hiểm, chờ em chút em lấy nón bảo hiểm rồi ha. Bóc keo ra. Bóc keo ra nè. Đó, mới tin. Rồi, đợi thử đi anh. Nhớ con này á anh. Giờ em nói luôn, nhớ con này là tầm 1 lít 3 tới 1 lít 4. Anh đội chưa có quen cái nó. Trước khi đội á là anh phải tháo cái dây ra trước. Cái dây nè. Đó. Tháo ra, đó, rồi mình tháo rồi. Đó, đi đường xa cho nó an toàn. Đó, rồi. Đỡ lên. Rồi, tháo ra. Đó. Còn giá luôn à, luôn giá luôn nè. Nhìn đi. Ôi. Hồi nãy là anh lấy cái nón 800 mà bây giờ đổi rồi, anh Thành lấy cái nón 1 triệu nè. Lỗ luôn rồi. Chẳng lẽ Minh đưa giống mình luôn. Lỗ luôn rồi, lỗ dấu rồi anh em. Hồi nãy anh lấy cái nón 800 giờ anh đợi. Lấy cái kia mà Minh đưa cái này là tôi lấy. Rồi, lỗ rồi. Chẳng lẽ bây giờ đòi lại đi đúng không? Rồi, là anh lừa cái nón rồi đó. Rồi tặng cho anh thêm hỗ trợ cho anh nhớt. Kiểu như là mua 2 bình nhưng mà tính tiền có 1 bình nè. Mua 2 bình tính tiền có 1 bình nè. Có nghĩa là được tặng bình. Đó. Rồi, bây giờ em thay luôn, em dặn anh luôn là nhớ con này là 1 lít 3 tới 1 lít 4. Tùy theo cái điều kiện mình chạy, nhưng mà em nghĩ đổ lít 4 đi cho chắc.
tại mình chạy xa chạy đồ á, đổ nước tư là có nghĩa là một bình với một bình với lại một phần một gần nửa bình này nữa là đủ ha. Rồi lần sau có thay nhớt là nhớt thay cái bình này á, thì từ 3.000 đến 4.000 mới thay một lần. Ví dụ anh ở trong được trong cái chỗ anh ở là cái điều kiện nó là đường đất cát hay là đường gì không, đường nó ổ gà không? Đường lộ gì, đường đẹp đúng không? Đường đẹp thì cỡ 3.500-4.000 cây thay một lần. 3.000-4.000 cây rồi thay. Ở trong đây có đồng hồ để anh chỉ anh luôn để anh nhớ nha. Anh có gì anh về anh coi clip lại. Cái này mình quay clip chủ yếu là cho vợ anh coi. Vợ ảnh là người tiếp sức đam mê nha. Chị có coi clip này thì nhìn nha. Đây, cầm giùm em bình nhớt. Để em trả số mo lại. Đây, thì ở đây nó sẽ có tiêu hao nhiên liệu rồi giờ giấc rồi nè. Đó, đồng hồ có sẵn hết luôn. Chút nữa em sẽ xuống em chỉnh lại cho anh là ok nhất có thể, thay nhớt xong rồi em chỉnh lại đồng hồ đúng giờ. Đó, rồi đó. Đó là những cái em chỉnh ha. Trên xe xe ẹt đâu có đồng hồ mà, ẹt cũ của anh. Cái ẹt cũ đâu có đồng hồ trên xe. 2017. Ừ, nó đâu có đồng hồ trên xe đâu đúng không? Giờ giấc trên xe là không có. Thì đó, đây nè. Thì bây giờ em sẽ xuống cho kiểm tra xe. Xuống dưới kiểm tra xe rồi thay nhớt cho anh. Rồi. Anh kỹ thuật tiến hành thay nhớt xe cho khách ha. Mua xe không? Em bán lại cho nè. Anh mới mua. Mua xe không? Anh bán lại cho anh mới mua. Đó, rất là đẹp phải không? Nhìn góc này chiếc xe rất là ngầu, rất là đẹp. Xe đã độ sẵn hết trơn rồi. Giờ chỉ việc đi thôi. Dán keo trong hết con, nguyên con luôn. Rồi, tiến hành thay nhớt. Đang canh nhớt nè, đó. Canh cho đúng cái dung tích nhớt của xe. Đây bình nhớt của anh, lần sau mình thay mình đổ vô nữa. Đúng không? Tại lần nó thay bình rưỡi rồi. Rồi. Như vậy là xong. Bắt đầu bàn giao xe. Anh thấy dịch vụ bên em như thế nào? Ok. Thì bây giờ bên em sẽ vệ sinh chiếc xe anh một lần nữa rồi giao. Rồi chào các bạn. Rồi thì bây giờ mình đưa ảnh về lại nhà nha. Đây ngồi sau, ngồi trước. Đằng trước cũng được. Ngồi sau đi cho thoải mái. Rồi, bye bye anh nha. Đi cẩn thận nha. Có dịp lên đó chơi. Dạ. Rồi, xong.
xong. Tạm biệt anh em, nhớ like và subscribe cho kênh của mình Biker nha.